Mẹ, con chịu hết nổi hai người rồi. Từ nhỏ tới lớn, vì là con gái, bao nhiêu thiệt thòi con đều gánh hết. Lúc học đại học, con cũng tự mình kiếm tiền đi học, để tiền cho anh hai. Lúc con lập nghiệp, có ai ủng hộ cho con không? Mẹ và anh có bao giờ nghĩ tới con không? Cuộc đời của anh thì anh phải chịu trách nhiệm lấy chứ. Mẹ định chăm bẩm anh tới khi nào? Mất dạy hả mày? Đưa tiền đây, không có nói nhiều. Mẹ, đây là tất cả những gì em dành dụm được. Anh từ đầu biết điều vậy là xong rồi. Đâu có chuyện gì đâu. Muốn tán lại không? Đó là tất cả những cay đắng, khổ sở, khó khăn của con trong bao nhiêu năm qua. Tất cả những công sức của con đều nằm trong thẻ ATM đó. Con mong mẹ và anh hài lòng. Ê, đợt này ngon nha bạn. Đợt World Cup sắp tới là tôi với bạn phải gỡ nhục, thấy không? Chơi là chơi tới với tụi nó luôn, chơi hết bài với tụi nó luôn, thấy không? Mày thôi đi. Mày làm gì vậy? Mày bao nhiêu tuổi rồi? Mày có phải là đàn ông không? Tối ngày mày mê chơi không vậy hả? Mày là một cái thằng vô dụng. Trả điện thoại đây. Trả lại đây. Trả đây. Mẹ mày điên hả? Bữa nay mày bị gì vậy? Hết tụi Nhi rồi tới mẹ. Hai người quên tôi là ai rồi hả? Tôi là con trai trưởng, là cháu đích tôn của cái dòng họ này nè. Từ nhỏ tới lớn mà nói với tôi sao? Bà nói con trai mới tính có, còn con gái là nữ sinh ngoại tộc mà. Bây giờ bà làm thùng làm điên cái gì vậy? Hả? Lo đi làm kiếm tiền trả nợ đi kìa. Mày, mày mày cái gì? Nhi, sao bữa nay con về trễ quá vậy? Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Mẹ, chuyện này là sao? Nhi ơi, con cho mẹ một cơ hội để mẹ được bù đắp cho con, được không con? Mẹ, mẹ bù đắp cái gì chứ? Con chịu ơn từ mẹ, con phải báo hiếu cho mẹ chứ. Con xin lỗi, lúc nãy là con nóng quá. Mẹ, mẹ cầm thẻ này về lo cho anh hai nha. Bây giờ con khỏi phải lo nữa. Mẹ chỉ có một đứa con là Nhi, con gái của mẹ. Mẹ xin lỗi con, mẹ sẽ bù đắp cho con.